không có nhà đằng trước á thì nó lấy đủ gió và đủ ánh sáng luôn. Dạ. Nhưng mà có một ngôi nhà của chú ở đằng trước, thành ở ngôi nhà này sẽ bị bít bùng. Dạ. Và bước vào ngôi nhà này thì mình có một cái cảm giác là nó bị tối, bị thiếu ánh sáng. Cô bác anh chị. Rồi, bye bye. À, dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Thì bây giờ cũng đến giờ trưa rồi. Và các anh thợ cũng chuẩn bị ăn cơm. Một bữa cơm gia đình ngay tại nhà của bà cụ cùng với ba người cháu. Đây là chén với dĩa mới được cô ba hàng xóm mua để mà tặng luôn. Và thôi con bưng ra đi tiếp nè. Cô ba tặng chén, đũa rồi tô luôn. Và ở đây thì các cô, các chị cũng là chị Liên đúng không? Chị Liên đang làm một cái món rất là đặc sản. Đó là cà nướng, cà tím nướng. Đây cà tím nướng ăn với lại mỡ hành, ăn với lại nước tương hoặc là nước mắm. Đây ngon quá ha chị Liên. Dạ. Lụi hụi thì một thời gian thì cũng đã xong rồi. Bây giờ bữa cơm trưa ăn cùng với rau sống với lại thịt kho tàu với lại cà tím nướng cũng đã dọn ngoài kia kìa. Và bây giờ thì Bùi Hồ mời cô bác với anh chị đi ra ngoài kia với Bùi Hồ ha. Đây là hình dáng ngôi nhà cũng đã xong rồi. Có một điều á là ngôi nhà ngoài trước này á cô bác anh chị cũng đã gần như là che khuất cái ngôi nhà ở đằng sau của này. Nhưng mà ngôi nhà lên cũng khá là cao và khá là khang trang, cao ở đỉnh nó tới 4 mét đó cô bác anh chị. Nhà vệ sinh ở đây. Chiều nay thì anh Vũ sẽ làm cái hàng rào ngay tại chỗ đó, rồi gần ngay chỗ rửa chén á, dán gạch. Nếu như có gạch thì các anh thợ hồ sẽ dán gạch luôn hả cô bác anh chị. Đang làm gì vậy cô? Dạ. Chuẩn bị là có nhà mới hả cô? Dạ, cô mừng quá trời luôn. Mừng quá trời luôn hả? Có nhà vệ sinh mới nè. Anh em phụ họp là vui quá. Dạ. Không biết là cái cảm giác không biết hiểu tả làm sao mà cho nó hết nữa. Ừ. Mừng quá trời mừng. Dạ hả? Dạ. Hôm nay thấy là cô nay tươi tắn hơn rồi. Dạ, mừng quá rồi giờ. Cái xúc động nó không còn nữa. Lúc nào mà mình thấy mà nó phấn khởi lên tự nhiên nước mắt nó không còn nữa. Ừ. Nó vui quá. Sáng nay là đi bán vé số về thấy ở nhà lật đật mua đồ nấu ăn, cô bất ngờ dữ không? Dạ bất ngờ, về đâu có hay đâu. Ừ. Về thấy đông mà vui nữa. Rồi thấy chị em xúm lại là cũng người phụ tay chân là thấy cũng ấm súng ấm lòng. Dạ. Chứ mọi lần có mấy bà cháu ở nhà nói chứ cũng thẳng thiêu lắm. Đi hoài nè. Ít có ở nhà. Qua đây đi Tường. Hôm gài thì Tường cũng mấy ngày nay cũng đi về nè. Chú chào con ha. Dạ chú. Con chào cô bác. Con thấy nhà mình có nhà mới rồi đó. Hết cái cảnh đi vệ sinh đồ ở trong cái nhà cũ kỹ họ dừng bằng những cái tấm bạc, con thấy sao Tường? Vui. Vui sao? Dạ hả? Dạ thôi cô Út đem đi đi để con hỏi bạn Tường cái. Dạ. Dạ. Rồi sao? Thấy vui sao? Dạ thấy vui, có nhà mới. Dạ hả? Dạ. Vui dữ không? Dạ vui. Rồi cái cảm xúc bây giờ mình muốn vô nhà mới liền không? Dạ có. Dạ hả? Dạ. Con có nghĩ rằng mình sẽ có được ngôi nhà như thế này không? Dạ không. Dạ hả? Tại vì không có tiền để mà nghĩ đến đúng không? Dạ. Chú muốn hỏi con là con có muốn học nghề gì không Tường? Dạ có. Con muốn học nghề gì? Dạ nghề hớt tóc. Hớt tóc? Dạ. Vì sao? Nghề nó kiếm gần ở đây để coi mấy đứa em đi qua đi lại con. Kiếm chỗ gần gần ở đây. Ừ. Có hỏi chỗ nào để học thử không? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ chưa biết. Chưa có hỏi. Vậy hả? Thích nghề hớt tóc? Dạ. Thích nghề hớt tóc hay là học gần ở đây để mà coi mấy em luôn? Dạ, cả hai luôn. Cả hai luôn hả? Coi mấy em luôn. Dạ. Mấy ngày nay thì có đi mò ốc được không? Dạ không, nó ở đây làm phụ mấy chú. Vậy hả? Con cao mét mấy Tường? Dạ, con không biết nữa, chắc cỡ 1m6. Cao hơn, hình như là cao hơn Bùi Hồ với lại anh Đồng luôn á. Chắc khoảng 1-2 năm nữa là dục hai chú luôn rồi. Ngày hôm nay thì cũng có anh Tâm kìa. Anh Tâm cảm giác sao anh Tâm? Rất là vui, mừng đó. Dạ. Thấy mấy bà cháu đã có nhà mới. Tâm cũng rất là mừng. Dạ, thì anh Tâm là người dân địa phương ngay tại Trà Vinh này.
Hiện nay thì anh làm một cái kênh YouTube là Huỳnh Tâm TV á, cô bác anh chị có thể qua bên đó để đăng ký ủng hộ anh. Thì sớm giờ có đi vô nhà mới không? Dạ có. Thấy sao? Thấy rộng, đẹp. Nhà mấy chú cắt xấu quá hả? Đẹp, đâu dám nói. Hả? Đâu dám nói vậy. Sao vậy? Đẹp quá. Chú thấy xấu quá mà. Con thấy đẹp. Con thấy đẹp hả? Có cần ước muốn gì thêm nữa ở trong nhà không? Dạ không. Sao vậy? Nhà vậy đủ rồi. Nhà vậy đủ rồi. Dạ. Cái áo của con mặc là nó rộng quá, là người ta cho con hay sao Tường? Dạ. Ta cho. Ta cho con. Dạ. Là bà ngoại đem về. Ừ. Cho đồ nào con mặc đồ đó. Dạ. Ừ. Con đam mê cái nghề hớt tóc này lâu chưa? Dạ mới đây. À, tức là mới nghĩ đến cái nghề hớt tóc là mới đây thôi. Dạ. Ừ. Trước đó là con ước muốn là mình sẽ làm cái công việc gì về sau này? Dạ lúc đó chưa có biết làm gì hết. Chưa nghĩ tới công việc nào hết á ha. Dạ. Còn bây giờ là nghĩ là sẽ đi hớt tóc gần đây. Dạ. Để phụ hai em luôn. Dạ. Ngày hôm nay thì có cơm, có thịt và có thịt kho tàu. Hồi đó giờ mình bao lâu rồi mình chưa ăn với thịt? Dạ. Con không biết. Vậy hả? Dạ. Thường nhà mình ăn cơm gì? Cơm thì cá thì rau. Rau, rau không hả? Rau không á. À, ăn với rau chan nước tương thôi. Dạ. À. Vậy hả? Bao lâu thì bà ngoại mới mua thịt heo cho em? Dạ, nào có tiền thì mua. Mỗi một ngày ăn cơm của hai bà cháu rồi đôi khi nó chỉ vỏn vẹn, bốn bà cháu nhé, đôi khi nó chỉ vỏn vẹn chỉ có 20.000 thôi. Mua cá biển về chiên lên cái chan nước tương cái là ăn à. Hoặc là mua 15.000 đậu que, ăn cả sáng lẫn chiều. Ngày hôm nay thì có cơm có thịt, lát con vô ăn với mấy chú luôn nghe. Dạ. Hay là đây là cà nướng mỡ hành nha. Một cái nồi cơm nấu với cơm củi nha chú. Cơm củi. Dạ, cơm này là cơm củi á. Không có. Rồi lá cách. Bữa nay là không có cơm ăn luôn á, cái lò bể sao mà ăn nấu. Đúng rồi. Này bể lò. Ôi trời ơi, một cái tô kìa. Có ớt luôn á. Hồi sáng vậy mà hai anh em cũng bị bình luận bị nói trời ơi. Thứ nhất là mua hai thùng mì mà lấy có một thùng. Ở này cái đó là không đúng tại vì Bùi Hồ quên. Tự nhiên cái hơn 15 người ăn, Bùi Hồ mua hết 1 triệu bạc cái nói này là mua chi dữ vậy? Đói con mắt hả? Nhưng mà mua nhiêu đó thì ở nhà còn ở nhà ăn nữa. Mấy ngày sau ở nhà còn mấy bà cháu ăn còn rau củ thì ăn. Ăn nhiều lắm. Đó. Và cái món ăn này được anh Hải với lại anh Vũ tài trợ. Nhìn những dĩa cà nè. À, nướng mỡ hành. Ngon quá. Nướng than để mỡ hành lên chứ không phải là nướng với mỡ hành. Ừ. Vô anh Vũ ơi. Vô đi anh. Những cái tô thịt kho tàu nữa nè, quá trời ngon luôn. Vô luôn anh Hùng ơi, anh Hợp ơi. Rồi cả nhà vô. Vô anh Hải ơi. Rồi cái này sao? Dạ, để chấm sống luôn, cái này chấm sống luôn. Dạ, để nguyên gỗ luôn đi. Đây. Đây, để gầu gỗ rau này giữa luôn chú. Cái này là rau xá xị với lại cải mầm. Rồi vô cả nhà ơi. Còn cái này để vô luôn đi. Nè. Cái này có gì dùng đó nè. À anh. Rồi tay tượng. Hay con gọi là cô nèo. Ủa cái dĩa nước mắm đâu rồi? Em múc ra đó. Vô mấy đồng chí ơi. Rồi mấy anh thợ vô trước đi. Ở phụ gì cổng vô hết trơn á. Mời anh em tất cả dùng búa cao coi. Bình thường á thì đi ra tiệm ăn mà bữa nay nấu cơm nhà ăn thấy nó vui hơn. Hiếm hồi lắm mới có những cái hình ảnh thế này. Cô chú anh chị mình không ai nói. Vô đi Khánh. Khổ gian nan như thế nào. Khi thì anh cũng phải đi quán đi tiệm không à. Này là có 15 lon rồi nghe anh. Ăn đây vui hơn quê ra quán ha. Dạ. Đây mình đâu có đồng quên. Mới nè. Bằng toàn là rau vườn hết á, như là cù nèo, dưa leo cũng nhà trồng, rồi rau lan, rồi cà nướng.
Tự nhiên ăn cơm cái cảnh này cái con nhớ lại cái ngày xưa mà cắt nhà mà nguyên xóm lại cắt nhà cái ăn cơm gì hả chú cơm. Chú à. Đúng rồi, ngày xưa là cắt xong rồi dọn ra làng nhà ngồi ăn gì nè. Ôi nhìn cái cảnh cái đó là xá xị, có một loại rau nó rau xá xị ăn đi gan xá xị luôn á. Rồi mời cả nhà dùng cơm ha. Dạ. Cơm luôn rồi. Không mấy người mấy anh làm nặng mấy anh ăn trước đi còn cầm cái máy nhà hiều rồi ăn sau. Ủa anh Tâm đâu? Vô ăn cơm luôn đi anh. À, dạ. Rồi à, cái đó là gì Tuyết? Đồ chai. Đồ chai cho Úc Đồng Tháp. Rồi, đồ chai để riêng bên đó đi con. Ừ. Đó đó chén nước mắm cho đó thì có mà không có chứ. Có, có đầu hũ nước tương luôn trời. Đây. Đậu hũ nước tương luôn. Đậu bắp. Con có rau lan với loại cùng nào chấm được rồi cô ơi. Đây. Rồi thôi mà các anh ăn mình cũng vô ăn luôn, đói bụng quá rồi. Rồi cô bác quý anh chị dùng cơm với lại các anh em ha. Ở đây thì gồm có gọi gì gần gần tí xíu ha. Rau lan luộc nè. Rồi cà nướng nè, đậu bắp nè. Có tàu hũ bên kia nữa kìa. Hộp vịt, thịt kho hộp vịt. Với lại bên kia một gỗ rau sống luôn. Có rau xá xị với anh Hợp. Rau xá xị là ở Tây Ninh ăn dùng để ăn bánh canh tráng bàn á. Thời gian đó thì các anh em có nhận thấy được rằng á cái nhà này tại vì bị bích bùng cái nhà đằng trước á cô bác anh chị. Và cái cửa này nó không đủ lấy ánh sáng và chú Vũ phải với lại anh Hợp mới đi mua thêm một cái cửa bề ngang cửa sổ nữa. Mét 2 mét 4 anh Hợp. Dạ. Cái cửa này là nhiêu chú? 1.500.000 hả? Phải có cái cửa này thì ngôi nhà này mà nó mới lấy đủ ánh sáng được. Cửa này nó mới có ánh sáng. Không ấy hả? Dạ. Cửa này không có thì vô không có hộ thấy. Nên là nữ là phải làm thêm cái phần này mới được. Mặc dù là phát sinh thêm một tí xíu nhưng mà không có phát sinh á thì ngôi nhà này nó không đủ ánh sáng. Dạ Quỳ Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì cũng gần 5 giờ chiều rồi. Và các anh thợ cũng cố gắng gấp rút hoàn thành cái những cái công đoạn tiếp theo cho ngôi nhà của cô Út. Một người cô bán vé số phải nuôi ba người cháu của mình. Thì hình dáng ngôi nhà cũng đã xong. Chỉ còn cái công đoạn tiếp theo đó là lót gạch cũng như là hoàn thành những cái chi tiết nhỏ nhỏ nữa. Và thì bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong ha. Ngôi nhà này đó thì cái nhà vệ sinh và cái nơi rửa chén sẽ nằm một bên. Một bên này thì nó sẽ làm một cái hàng rào để bảo vệ cái ngôi nhà lớn luôn. Và cái hàng rào này có thể lấy đủ ánh sáng, lấy đủ gió và rất là thoáng luôn cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị vào bên trong ngôi nhà. Khi mà ngôi nhà này hoàn thành xong á thì Bùi Hồ sẽ review một cách tổng thể cũng như là chiều ngang rồi chiều dài và tất cả nội thất ở trong nhà luôn. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Ở ngoài trước ngôi nhà này có một cái cửa sổ. Các anh ngày hôm nay thì các anh thợ sắt cố gắng hoàn thành nốt những cái công đoạn còn lại. Chẳng hạn như là ở đây là mà la phong đã đóng xong nè. Đó, điện thì cũng đã đi xong rồi. Và cô bác quý anh chị có thể thấy được rằng đây là anh Vũ. Anh Vũ ơi em có phiền anh lắm không? Không có gì. Dạ, thông tin với cô bác anh chị là đáng lý ra là chiều ngày theo ban đầu á thì chiều ngày hôm nay anh Vũ cũng về vào thời điểm này tí xíu nó về thôi. Dạ. Nhưng mà vì phát sinh thêm một cái cửa sổ như thế này nè mà anh Vũ và các anh thợ phải nán lại. Vì sao lại phát sinh anh Vũ có thể nói cho cô bác anh chị biết luôn ha. Tại thấy hai bên nó hơi bít quá nó tối à. Dạ. Chứ không có đủ độ gió cho mấy cháu nó mát. Dạ. Dạ. Thưa với cô bác xin thêm cái cửa sổ này. Bên đây. Dạ. Cái cửa sổ này bề ngang 1m4 cao 1m2. Cao 1m2, rất dạ. Rộng cô bác anh chị. Dạ. Thưa với cô bác anh chị á là cái cửa sổ này là phát sinh sao thôi và anh Hợp cùng với lại chú Vũ mới đi mua về. Cái cửa sổ này là thêm 1.500.000 nữa anh Vũ ha. Dạ dạ. Và mình sẽ gắn ở bên đây. Cũng dạ. Như là cô bác quý anh chị có góp ý rằng cái ngôi nhà tôn này phải gắn cửa sổ. Lúc đầu á thì các anh em dự tính là khoét cái cửa sổ đằng trước này nè. Là ngôi nhà này rất là đẹp luôn. Khi mà cái cửa sổ này á không có nhà đằng trước á thì nó lấy đủ gió và đủ ánh sáng luôn.
Dạ. Nhưng mà có một ngôi nhà của chú đằng trước, thành nữ ngôi nhà này sẽ bị bích bùng. Dạ. Và bước vào ngôi nhà này thì mình có một cái cảm giác là nó bị tối, bị thiếu ánh sáng. Mà ngôi nhà của cô mà cứ lơ vô mà bật đèn hoài thì nó không được, anh Vũ ha. Dạ. Làm cái cửa sổ này lâu không anh Vũ? Chắc cái luôn chắc cỡ nửa tiếng à. Nửa tiếng nữa. Dạ. À. Bây giờ thì không biết là bao nhiêu giờ ha. Bây giờ 4 giờ rưỡi rồi. Cũng phải 5 giờ. Tính sao mai về luôn chứ sao hả? Dạ. Thì ấy, nếu như mấy thằng lính nó mệt thì cho nó ngủ đi sáng kia giờ. Dạ. Thôi bây giờ thì để lẩn quẩn tí quên. Bây giờ em sẽ gửi luôn cái phần tiền ha. Dạ. Thì bây giờ là cái phần còn lại là em thiếu anh 10 triệu. Dạ. Và cái phần cái cửa sổ này là 1 triệu rưỡi nữa. Dạ. Là 11 triệu 500. Và cái phần ở đằng sau nữa là 1 triệu rưỡi nữa. Dạ. Là coi như là 13 triệu. Đúng không? Dạ, dạ. Tổng cộng 13 triệu. Lúc đầu á thì dự định ở đằng sau cô bác anh chị làm nhà vệ sinh rồi dán gạch lên rồi làm cái mái giống như ban đầu thôi. Nhưng mà nói Bùi Hồ với Vũ có trao đổi với nhau, mấy đứa bé nó càng ngày nó càng lớn á, thì làm như vậy thì cho nó an toàn mà nhìn ngôi nhà nó cũng có duyên thêm tí xíu. Dạ. Và lúc nãy thì Bùi Hồ cũng đã có đi rút tiền đủ 13 triệu luôn để mà trao cho gửi cho anh Vũ. Cái phần này mới phát sinh sau này thôi. Tại vì các anh em cũng đã có đọc những cái bình luận, những cái comment của cô bác anh chị góp ý về cái ngôi nhà. Thì những cái bình luận đó các anh em sẽ luôn rút kinh nghiệm. Và rất là nhiều bình luận nên không thể nào trả lời hết được, mà chỉ có thể thực hiện qua những cái hành động như thế này ha anh Một Đồng ha. Đúng rồi. Anh đếm coi giùm em đủ có 13 triệu chưa? Dạ. Dạ anh đếm giùm em. Vậy thì dự tính ban đầu là ngôi nhà khoảng 100 triệu là không có đóng la phong. Nhưng mà sau này thì cũng có Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ nhà để đóng la phong, thì 7 triệu là 107 triệu. Và đến bây giờ thì phát sinh thêm phần này là 3 triệu nữa. Là dạ. 110 triệu. Đủ chưa anh Vũ? Dạ đủ rồi. Tặng anh cộng viên luôn. Dạ cảm ơn. Dạ, nói chung là cũng một lần nữa thay mặt Quý Mạnh Thường Quân, thay mặt cô chú anh chị sống ở nước ngoài cũng như trong nước, đã cảm ơn anh cùng với các anh thợ đã phải nói là nhín cái thời gian quý báu của mình từ Đồng Tháp đổ xe xuống đây hơn 100 km để đồng hành với em, để nhà cho cốt. Và thông tin với cô bác anh chị là anh Vũ còn một cái công trình 19 âm lịch này khởi công mà anh Vũ bỏ luôn. Dạ. Là nguyên một ngôi nhà luôn anh Vũ. Dạ. Không dám lãnh. Không dám lãnh. Trở về không kịp người ta cự. Bữa nay là mấy rồi? Bữa nay 17 mình nè. 17. Dạ. Tại vì nếu anh Vũ anh lo gì nè, tại vì dựng cái ngôi nhà này lên á, mà nếu như mà mắc mưa một cái là nó phải neo đến 18, 19. Thì lúc đó không kịp, mà nhà người ta là nhà mới, người ta khởi công mà không làm á thì người ta chửi. Dạ. Nên là nữ là anh nói là tha là bỏ một cái ngôi nhà đang làm để kiếm tiền để đi làm cái việc này. Đó thì chúc cho anh chị cùng gia đình luôn có sức khỏe dồi dào, cũng như là các anh em hãy quá cực khổ làm 200% sức lực luôn á. Dạ. Trưa là không ngủ trưa, ngủ có khoảng 15 phút, ăn cơm ngủ khoảng 15 phút. Dạ. 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 Anh Vũ có muốn nói gì hả? Em cũng cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, và các cô các chú dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều điều may mắn để có động lực giúp đỡ những hoàn cảnh khổ như thế này. Cũng cảm ơn anh Bùi Hồ và anh Một Lòng đã kết nối nhiệt cầu như thế này ha. Dạ. Cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân và hai anh. Dạ cảm ơn anh luôn ha. Dạ dạ. Dạ cho em một cái mít. Dạ. Thưa với cô bác quý anh chị, hôm qua thì Bùi Hồ cũng có thống kê được cái số tiền. Thì Bùi Hồ nhận được 109.500.000 á. Thì hiện nay là coi như ngay xây ngôi nhà này là coi như là xây xong là hết luôn. Thì bây giờ Bùi Hồ cũng dự định là sẽ thời gian tới cũng có thể là sẽ mua cho hai cái giường rồi nệm với lại cái bếp ga. Anh Vũ ơi, anh có hàng cái bếp ga luôn đúng không anh Vũ? Hàng rồi luôn ha. Cái này phần này là anh Vũ ảnh đem từ Thanh Bình xuống luôn nè cô bác anh chị. Ở trong đạo Phật thì cái đây được gọi là cái trang thờ, giống như ở bên đạo Công giáo thì gọi là cái khánh á. Thì đây là cái trang thờ để chân hương ở trên này, tí xíu nó sẽ bắt lên. Và các anh vẫn đang làm cái cửa sổ nè. Làm nhà mà không phát sinh á thì không phải gọi là làm nhà đúng anh Hợp? Đúng không anh Một Đồng? Làm nhà là phải phát sinh, nhưng mà mình gói ghém làm sao nó tiết kiệm nhất có thể. Chẳng hạn như ngôi nhà của chị Thu, ngôi nhà của chị Dứa, làm nó gói gọn. Nhưng tại vì ngôi nhà này là một trong những cái phát sinh ở trong một cái tình thế bị động, lý do là mình quên rằng ở ngôi nhà đằng trước nó có một cái ngôi nhà lớn nữa,
nó bít bùng làm nữa ngôi nhà này nó sẽ thiếu ánh sáng. Anh Bông Đồng có thấy hợp lý không? Đúng rồi. Và đây là mời cô bác anh chị vô đây. Ở đây cái vách phòng làm bằng alu giả gỗ ha, màu khá là đậm, rất là sáng luôn. Ở bên đây nè cô bác anh chị, cái này là cái cửa lùa nha. Cửa lùa ở trên có một cái thanh lùa, lùa được trên Linh ơi. Chưa hả? Chưa lùa được. Làm cửa lùa nhưng mà chưa lùa được. Nhà vệ sinh đi nằm bên đây. Ở bên đây thì có cái nơi rửa chén, sau này cũng sẽ dán gạch luôn. Và rửa trong này thì không bị mưa. Đây là cái bếp ga. Và anh Hợp sẽ để những cái miếng gạch lên đây. Và lúc đầu thì anh em cũng dự tính á là sẽ để cái bếp ga ngay tại chỗ này để nấu ra cho có cái cửa lùa này nè. Đó, nó sẽ lấy được gió thông thoáng khí. Nhưng mà cô kêu là để bên đó vì cô dự tính là sẽ để cái giường ngay tại chỗ này để cô ngủ. Đó, thì đây là ý kiến của cô. Cô muốn như vậy thì mình phải tôn trọng ý kiến của cô. Mặc dù là nhà chung tay của Mạnh Thường Quân nhưng mà người ở là cô và cùng với các cháu. Nên là nữ là phải mình phải tôn trọng ý kiến của cô. Và cô thích như vậy thì mình sẽ chiều lòng của cô luôn. Và cũng như các anh thợ cũng đã có dự tính rồi. Rồi bây giờ qua đây là không có qua đây được. Anh cái đây là cái anh cứ đứng ngoài đó anh leo qua để em chui qua nha. Chui qua đây. Ấy à. Đây. Đây anh Hùng anh đang dán cái nhà vệ sinh. Ủa cái này là gì anh Hùng? Chim con. Chim con hả? Chim đang đỡ mình chét con vô á. Dạ. Dạ. Chào anh Hùng. Dạ chào. Cái này là cao 1m6 anh Hùng. 1m6. Đến đây là 1m5, đây từ đây lên đây là tắt nữa là ra 1m6, mỗi viên gạch 4 viên, mỗi viên là 4 tấc anh Hùng ha. Đúng rồi. Cao 4 tấc. Dán đây dọc qua đây luôn. Rồi sau đó là gắn cái bồn cầu. Mời cố gắng rồi. Mời gắn rồi ha. Bồn cầu chuyển vô chưa? Có rồi. Có rồi ha. Ở trong nhà vệ sinh thì có lau không luôn nè cô chú anh chị. À. Ừ. Cho nó mát anh. Ở bên này có nơi lấy gió luôn nè. Hạt ga ở đây á, đi lên đến đây khoảng 1m7 nhưng mà ở ngoài, cái mực ở ngoài á là nhìn lên là khoảng 2m. Nên là nữ là không có ai mà dồn vô được hết á. Cô bác với anh chị cứ buổi hồi giải thích cho cô bác với anh chị hiểu luôn. Đó. Bây giờ tự nhiên ở trong đây cái cảm giác nó hơi bị hầm hầm anh Hùng ha. Đúng rồi. Bởi vì dừng ở bếp tắt lên. À. Phải hầm. À nhưng mà có cái gió ở đây nó cũng đỡ. Dạ, không có gió anh vô hỏi à, cảm ơn anh Hùng nha. Rồi. Dạ. Dán đây đến chiều rồi luôn không anh Hùng? Hết giờ, chứ phải còn giờ dán luôn. Dạ, dán hết bên đây nữa là nghỉ hả? À. Còn cái dốc bên đây nữa. Đó, mơ dán hai này đổi cho phòng dán cái này. À. Góc cái này rồi, còn chiều lắp bằng cầu luôn. À. Rồi, mơ bóp mình có như vậy trên rồi. Rồi. Trời ơi mấy ông thợ ông làm gì đẹp vậy? Đứng lùi lại lấy hình. Đây. Cái cửa này đẹp à. Không, em nhẹ tay ghê á. Đẹp ghê á. Cái cửa này mà tối khép lại vậy là ngủ ngon lành rồi. Còn ai bắt khóa nè. Còn cái bắt khóa nữa. có rất là nhiều cô bác anh chị là ở xóm lại đây nè, khen ngôi nhà này nó nhà tình thương mà cho sao mà nó dữ vậy. Ra đây cô bác anh chị ơi, đây nhìn ngôi nhà nhìn xéo sáng lắm, sáng không, rất là sáng luôn. Mưa không tạt, lấy được gió, lấy được ánh sáng. Và chỉ nữa làm cái những cái móc khóa để máng những cái nồi đồ lên. Rồi có thể là để đồ ở đó lên ha. Rồi bây giờ mời cô bác anh chị qua đây. Đang làm ở trong này nó hơi bị ồn. Chắc có thể là vô gặp... Ô ngoại đâu? Cho gặp ngoại đi. Đây, trời ơi. Ngoại ơi là ngoại. Làm gì á? Cô chỉ có 60 tuổi thôi. Cái bếp ga là cô chỉ làm đặt ở đó đó hả? Dạ. Mình tôi đứng để xải cái nền mỏng thôi. Xích ra đây đi, xích ra đây đây. Sao cô tính sao? Tính để cái bếp qua bên đó. À. Mình được cái chỗ ngủ nữa. À. Mình xải cái nền qua nay là mình được cái chỗ ngủ nữa. Dạ.
ở xã Phú Nhuận thôi. À. Cái ban là cái mình xếp nó lại. Biết cắt ngôi nhà nhiêu tiền không? À. Cô đoán thử là nhiêu tiền? Đoán thử đi. Không biết nhiêu đâu rồi. Con số cụ thể đi. Không biết nhiêu đâu rồi nói, số 1. Dạ. Thì cô cứ cho một cái số nào đó nhất định đi. Vô đây hai nhà bạn. Nhà lá thì biết, chứ giờ cái nhà này không biết đâu. Nhà lá thì biết ha. Dạ. Vô đây luôn. Nhà lá là mười mấy triệu thì mình biết. Còn cái nhà thường này út đâu út tóc đâu biết. Đây là gấp gấp 10 lần nhà lá. Ôi thử ra hả? Hơn 100 triệu. Ô. Trời ơi. 110 triệu. Mượn. Ờ mượn. Mới sớm dài người ta mấy chục triệu. Sao làm như đủ rồi em ơi. Bây giờ mua thêm hai cái giường. Rồi hai cái nệm. Đó, rồi bây giờ phải thiếu phải mượn thêm. Thôi mình có lót đá ở dưới rồi, thôi mình nằm đá đi. Thôi mua giường đi, thiếu nữa. Thôi, đừng mua giường cũng lọt ơi. Dạ. Đừng mua giường. Bây giờ hồ nó dây tiền rồi cô rồi sao? Hỏi cửa dặn. Trả lại. Dặn cửa hàng ta rồi. Mình lấy tiền chưa? Dặn cửa hàng ta rồi. Thôi, trả lại người ta không chịu. Thôi hả? Trả được. Con biết cái gì mà con trả, không trả im thôi. Con trả lại đi, chú. Rồi bây giờ còn tiền không, Hùng vô miếng con, miếng cô miếng. Con có đâu, không có. Cô giờ còn được nhiêu? Con không có tiền. Nhiêu hả? Con không có tiền đâu. Con biết làm gì, tại vì con không có làm đâu. Tiền nhiều quá, không có tiền đâu. Đến. Trả tiền rồi. Dạ, không. Không có. Có đủ tiền hết à. Con cứ yên tâm. Đủ tiền hết. Hồi sớm á là tại vì có như thế này á là lúc nãy là Bùi Hồ nói là cô hỏi là còn cái gì nữa đó. Bùi Hồ nói là mua thêm hai cái giường, hai cái nệm. Rồi cô nói là nhiêu tiền nó khoảng chừng mười mấy triệu nữa. Thì cô nói thôi nhiều tiền quá thôi trả lại hết đi, cô không có tiền, cô còn 300 ngàn đúng không? Dạ đúng rồi. Còn 300 ngàn. Cái chổi này là lâu chưa? Dạ lâu rồi. Xài nhiêu năm rồi? 60 tháng rồi. 60 tháng rồi mua cái chổi này nhiêu? 32 ngàn. Sao ông dục đi cùng hết rồi? Không, còn quét được. Còn quét được thấy không? Đó, còn quét được á. Dạ. Quét sạch lắm. Rồi sáng nay là mấy cháu ngoại có ăn ăn thịt heo kho hộp vịt không? Có ăn. Sao ăn nhiều không? Ăn cơm. Ăn được mấy chén? Nó ăn thiếu thế anh Hùng luôn. Ăn tô rưỡi. Trời. Ăn được mấy con thịt. Hả? Nhiều lắm đúng không? Con Tơn. Sáng có ăn thịt heo không? Ngon không? Ăn nhiều không? Ăn con tô. Ăn con tô à? Là ở đây là cứ mấy bà cháu nhau là tại vì cứ đi học về trễ rồi. Nó ngoan nhưng mà sáng không có biết mấy chú đi chợ. Thì nghe cô vợ chú Tâm nó nói. Nói là bên tụi con đi chợ hết rồi, sao cô út đi chợ. Nói đâu có đi chợ gì đâu, mua 15 ngàn tàu hủ với lại ngàn xả. Thì kho ăn ở mấy lại là hôm kia là ăn thịt rồi. Hôm qua thì ăn cá rồi. 15 ngàn tàu hủ hả? Dạ. Dưới lại gì? Dưới ngàn bạc xả bào quá. À để chiên xả ớt. Kho xả ớt ăn. Dạ. Vậy được rồi, với lại còn miếng bắp cải đó. Kho chung ăn được rồi. Rồi bây giờ là cô có tính là ăn mừng gì không? Có mời hàng xóm gì lại không? Dạ. Có mời hàng xóm gì lại ăn thịt heo nữa không? Ăn hồi sáng rồi. Hồi sáng rồi. Sau khi nhà hoàn thành kìa. Nhà hoàn thành đó. Chắc cũng là mâm nhỏ nhỏ. Làm mâm hả? Rồi tiền đâu làm? Lấy tiền lấy số ra thôi. Mình thiếu lợi. Làm mâm nhỏ nhỏ là nhiêu tiền? Trong vòng 132 tờ đó thôi. Rồi mình thiếu lợi. Như? 132 tờ đó. Là 1 triệu 3 hả? 1 triệu 4. Là làm luôn? Dạ. Dự định mua gì nói con biết coi. Ờ, tính mua con gà. Con gà? Vịt. Con vịt. Với lại... mới cái canh nữa. Ăn tráng miệng. À, rồi xong, mời bao nhiêu người? Mời lại 10 thôi. Với lại chắc phải mời ắt xả luôn nữa. Để cho lại cô nói cũng bùi ngùi ha. Bây giờ là lấy tiền giấy số rồi tiền mang bóp tiền đâu lấy? Dạ nó thiếu. Gì đâu chơi lớn như vậy.
Chơi bây giờ ăn cái thiếu nợ luôn. Giờ cái nhà quá trời xà bá, xà bá lửa luôn. Cho bá lửa. Giờ mình ăn như đó cũng đâu có thấm thía gì nữa, cô chú. Này có mời mấy anh thợ không? Dạ có. Mấy anh thợ anh đòi về kìa, anh hợp anh đòi về luôn kìa cô. Ủa chưa rồi mà. Chó đâu mà. Không, không có ăn thịt chó, mấy anh nó chơi á. Không có ăn thịt cầy. Thôi, mần chó hầu. Dạ? Mần chó hầu lắm. Đúng, đúng. À, thông tin với cô như thế này. Hiện nay á là trong cái suy nghĩ của Bùi Hồ là vẫn chưa có cái suy nghĩ là để ăn nhầm mần nhà mới. Vì hoàn cảnh của cô đơn chiếc quá, thật sự là như vậy. À, tiền không có ăn mà tiền đâu mà mần gà mần vịt. Mà nghe cô nói tự nhiên cái mình thấy mình mũi lòng. Cô nói là lấy 1.3 triệu tiền giấy số ra là không gà là lấy tiền mặt á, là mua ra con gà, con vịt với lại trái cây tráng miệng. Rồi mời mọi người lại đến đây chung vui. Với lại có anh Hợp đồ luôn. Mà chắc anh Hợp mai mốt ảnh ăn chay rồi. Ảnh bây giờ ảnh nghĩ ăn thịt cá. Dạ. Nó gần mà. Nó gần mà chứ hả? Dạ. Dạ, nói vậy đó. Thì thôi bây giờ cô nói như vậy á, thì mình cũng tạm thời á, thì cất nhà là nó vừa đủ, hoàn toàn vừa đủ hết cái này luôn. Thiếu khoảng mấy trăm ngàn. Nhưng mà thôi sẽ cố gắng. Và sự chung tay góp sức của cô bác anh chị làm cho Bùi Hồ có thêm động lực. Thật ra là rất là hữu duyên khi mà được hỗ trợ những cái hoàn cảnh như thế này, có được cái ngôi nhà ổn định. Và Tường ơi, sau khi nhà cửa xong là con muốn đi học nghề tóc đúng không? Cắt tóc ở gần giữ em luôn đúng không? Rồi bạn này nè, là muốn đi học nghề gội đầu rồi làm tóc được không? Ở ngoài trước này chị ngoài này nhận. Rồi đi, có nghĩa là con bây giờ con còn nhỏ, con chỉ gội đầu rồi cắt móng tay rồi sơ sơ thì vậy thôi. Chị dạy miễn phí, hiểu không bà? Anh Đồng nghe thông tin đấy sao? Anh thấy là nó hợp lý hơn là bé đi học văn hóa. Đi học chữ lại con thì tôi cũng biết của văn hóa rồi. Bây giờ đi học nghề là chú ý là ok. À. Thôi bây giờ thì như thế này. Tạm thời á, khi bàn giao ngôi nhà thì Bùi Hồ và anh Một Đồng cũng sẽ cố gắng nán lại ở đây để sắp xếp nơi đâu cho nó ổn định. Rồi sau thì mới cũng sẽ có tới lui. Còn bạn này nè, bạn này nhỏ nhất nhà mà lanh nhất nhà luôn nè. Rồi bây giờ là cố gắng học làm gì? Để ngoại vui. Để ngoại vui, làm gì nữa? Để làm cô giáo. Để có tiền nuôi ngoại đúng không? Dạ. Rồi nói là chào cô bác với anh chị rồi. Con cảm ơn cô. Ông bà. Cô chú anh chị, ông bà với các nhà hảo tâm với Mạnh Thần Quân để cho con một cái nhà với cái nhà vệ sinh, con cảm ơn. Rồi, tới Tường. Nói đi, nói trước đi. Con cảm ơn quý Mạnh Thần Quân với quý nhà hảo tâm đã giúp cho gia đình con có cái nhà vệ sinh với cái nhà, con cảm ơn. Rồi tới cô. Con cũng xin cảm ơn quý Mạnh Thần Quân với các nhà hảo tâm, các anh chị gần xa trong nước và ngoài nước, các chú mà minh cấp cơ đã xích qua đây, xích qua đây, đang khoét cái cửa sổ đã. Và tiếp đi cô. Đã giúp cho tôi được cái nhà, tôi xin thành thật cảm ơn. Mặc dù là các bạn ở đây là không có được đi học nhưng mà nói chuyện rất là lễ phép và Bùi Hồ rất là thương và thích như vậy. Và cũng mong rằng thời gian tới sẽ hữu duyên để kết nối với quý Mạnh Thường Quân để cho bà có một cái một ít vốn nữa cũng được đó, để mà có thể cho bà ổn định hơn. Và thời gian tới thì Bùi Hồ sẽ còn ở Trà Vinh này nhiều. Tại vì còn một hoàn cảnh của một người bà nuôi 5 người cháu ngay tại ấp Nguyệt Lãng C nữa. Và cũng sẽ gắn bó ở đây nhiều. Và đồng hành với Bùi Hồ thì cũng phải nhờ có sự hỗ trợ của anh Hợp, với lại anh đội của anh Hợp, với lại đội của anh Vũ Thợ Sắt. Và những cái đóng góp của cô bác của anh chị thì để cho những cái mảnh đời nó đỡ vất vả hơn, đỡ khó khăn hơn, và đặc biệt là những lúc ngặt nghèo như thế này. Thì cũng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị quý Mạnh Thường Quân, cũng cho Bùi Hồ cùng với các anh em cũng như là các anh thợ gửi lời chúc sức khỏe, gia đình thanh tâm an lạc. Và anh em sẽ luôn cập nhật những cái thước phim mới nhất và những cái thay đổi về ngôi nhà cũng như là lúc bàn giao nhà cho cô bác quý anh chị xem luôn. Còn bây giờ cũng chiều tối rồi, cho bà vô và chuẩn bị đi chiều nay đi bán số không? Dạ. Chuẩn bị đi bán số nữa ha. Kết thúc clip cô bác quý anh chị. Rồi, bye bye.